Mọi người thân mến, hiện tại tôi đang có mặt tại phiên chợ sâm Ngọc Kinh tháng 10 và trước mặt quý vị đó là cơ sở sâm Hành Ma. Hiện tại như tôi thấy thì anh hai vợ chồng anh đang chuẩn bị gói sâm cho khách đúng không ạ? Dạ. Sâm hàng mấy vậy anh? Hai hồng ha này. Này là cũng 9 năm tuổi rồi. Cái này là cách đến cái chợ mua luôn hay là liên hệ qua điện thoại à? Nên là cách qua mấy đợt tôi cũng lên mua rồi, bây giờ là gọi điện nhà cháu. Nhanh này. Khi tin tưởng rồi thì như thế này nhanh đó. Đừng có phải mất thời gian để tuyên truyền mà có xong chất lượng cho mọi người. Xong vô phiên chợ là chất lượng như tính. Khi mà xâm được phủ một lớp rêu vào trong một cái hộp như thế này thì bảo quản rất là lâu, cho nên mọi người yên tâm nha. Nếu như mọi người ở Sài Gòn hay là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì khi xâm đến tay thì vẫn giữ được cái độ tươi của xâm. Như anh Hạnh chia sẻ thì chỉ cần một cuộc điện thoại cho chúng tôi thôi. Số điện thoại của anh Hạnh là 0869 082 244 hoặc là 0988 761 677. Cơ sở Hạnh Na thì có địa chỉ tại thôn 2 Trà Linh và một cơ sở tại thôn 1 xã Trà Mai mọi người nhé. Đến với phiên chợ từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 thì quý vị sẽ thấy cơ sở Hạnh Na mang đến những củ sâm chất lượng như thế nào để mà mua sâm, mang về bảo vệ sức khỏe hoặc là làm quà cho chúng ta. Anh Hạnh có thể chia sẻ thêm về củ sâm này, em thấy cái màu sắc và cái nhánh là củ này là củ hai nhánh này. Thì cũng như là hai lọng mà cũng được 15 năm tuổi rồi. Dạ. Củ này thì hai lọng một củ rồi. Ừ. Rồi sang hàng một thôi đó hả? Hàng một mà nó to như thế này rồi đó. Đây là những cái mắt sâm đã ngủ đông rồi nha mọi người. Và đây là những cái chồi sẽ mọc lên. Và từ tháng 1 thì nó những cái mầm này sẽ mọc lên. Và hiện tại thì đối với những cái cây mà nó không có lá, không có thân như này thì toàn bộ cái dưỡng chất của nó sẽ tập trung vào củ này. Nên là thời điểm rất là lý tưởng để mọi người mua những củ sâm mọc lên để bảo vệ sức khỏe của mọi người đó ạ. Đây là sâm hàng 1, có thể là chắc là đây là sâm hàng 2 phải không anh? Đây là hàng 3. Ba nhưng mà tuổi của nó cũng nhiều. Chị thẩm định sâm. Những củ sâm này trước khi vào phiên chợ đều được thẩm định rồi, người nhà yên tâm về nguồn gốc luôn. Toàn bộ sâm này thì đã có xuất xứ từ Trà Linh, nơi mà cái sâm đầu tiên được phát hiện. Cái này là sâm Trúc Trà Linh hay là sâm Ngọc Linh? Sâm K5 cũng một tiếng gọi. Dạ. nhiều tiếng gọi nhưng mà cũng là một loại sâm đây. Hiện tại thì theo mình được biết thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện thêm rất là nhiều hợp chất saponin ở trong những củ sâm này, cho nên là trong tương lai thì saponin, cái việc phát hiện ở trong củ sâm một lần sẽ không ngừng tăng lên nữa. Trăm mấy rồi, trăm mấy chục hợp chất saponin trong trong khi là sâm Hàn Quốc thì có khoảng 40-50 hợp chất thôi. Do cái sâm Hàn Quốc nó được phát hiện sớm cho nên là mọi người biết đến sâm Hàn Quốc. Tuy nhiên là người ở Việt Nam mình nên biết đến cái sâm Ngọc Linh, chất lượng gấp đôi gấp ba như vậy về thành phần saponin. Nhưng mà giá cả nó là rẻ hơn cả sâm Hàn Quốc rất là nhiều đúng không ạ? Không có lý do gì quý vị không mang một củ sâm như thế này về đặt trong bình rượu và đặt ngay chính giữa phòng khách của mình luôn ạ. Một củ sâm hai nhánh mình cầm đến tay mình cũng thấy cái độ nặng của nó. Củ sâm này hai lạng thì đủ để ngâm một lít rượu hơn rồi. Đây, toàn bộ đều là sâm hai nhánh. Anh Thành của chúng ta sưu tầm những củ sâm có hình dáng rất là đồ sộ như thế này. Mua củ nào là xứng đáng của đó mọi người nhé. Mình xin nhắc lại số điện thoại là 0869082244. Mọi người có thể đến trực tiếp phiên chợ hoặc là chỉ cần một cuộc gọi thôi. Thì những hộp sâm như thế này sẽ được mang đến quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoài ra thì quý vị có thể thấy ở đây là có mật ong đường nguyên chất này. Những hũ sâm ngọc mình, sâm ngọc linh đã được sắc lát rồi. Ngâm mật như thế này. Quý vị thấy như thế nào? Phiên chợ sâm ngọc linh mặc dù mới được khai trương
từ khoảng 5-6 năm trở lại đây thôi. Tuy nhiên là đã nhận được cái yêu mến của khách hàng. Mỗi cái chợ hàng tháng như thế này thì khách hàng đến rất là đông. Tôi thấy là trách nhiệm của địa phương chúng tôi trong việc quản lý và giữ gìn hình ảnh phiên chợ để quý khách hàng cho đã dành khá là nhiều thời gian đến với Nam Trà My. Cho nên không có lý do gì mà chúng tôi không đảm bảo quyền lợi cho quý vị. Quý vị nên quý vị ơi, phiên chợ sâm Ngọc Linh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tất cả các tháng trong năm, và đặc biệt tháng 10 là thời điểm lý tưởng để mọi người mua sâm miền Nam Đường để phải dùng trong dịp Tết này đó mọi người. Nên hãy nhanh chân trong ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt đến với phiên chợ sâm của chúng tôi, hoặc là liên hệ số điện thoại mà tôi vừa cung cấp cho mọi người, liên hệ Hạnh Na để được anh tư vấn miễn phí. Và thậm chí nếu như mọi người có nhu cầu lên tận vườn đúng không ạ, thì chúng tôi vẫn có thể sẵn sàng hỗ trợ đưa quý vị đến tận nơi để mà chọn những củ sâm ưng ý nhất với quý vị. Video của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Số điện thoại một lần nữa tôi xin đặt ở màn hình đây. Quý vị không có thời gian hãy đến, hãy liên hệ qua đó để được chúng tôi cơ sở Hạnh Na tư vấn. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo, và hy vọng sẽ gặp được để phục vụ quý vị ở trong một phiên chợ sâm gần nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.